Em Út xin chào tất cả các anh chị em mình. Hôm nay em Út xin giao lưu giúp vui cùng anh chị em mình một cây mai chiến thủy lá trung nha cả nhà. Cây này là cây mai chiến thủy lá trung, cây ghép nha anh chị em mình. Đây là cây ghép nha. Em Út nói trước để anh em mình có thể buôn bán dễ hơn. Đây, cây đang ra hoa nha cả nhà. Mai chiến thủy lá trung nhưng mà là cây ghép, ghép từ cây mai chiến thủy lá lớn đó cả nhà. Đây, để em sẽ quay cho anh chị em mình xem. Cái cây này á, là nó là một bệ, nhưng ngay chỗ này nó chia ra hai thân. Thân bên đây, một thân nhỏ bên đây á, là hoành 12. Còn ở cái thân bên đây là hoành 24 nha cả nhà. Bên đây 24. Tổng thể cái bệ này là 62 nha anh chị em mình. Tổng cái bệ là 62, nguyên cái vòng tròn này là 62. Nhưng mà ở đây sẽ nó sẽ có hai, thêm một cái thân nhỏ bên đây là 12. Còn cái thân bên đây anh đo ngay chỗ cái gù này á là 24 nha anh chị em mình. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo em Út, số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Em Út sẽ báo giá cho anh chị em mình một cây mai chiến thủy lá trung, cây ghép nha anh chị em mình. Hiện tại thì cây đang ra hoa. Đây, để em quay xuống như thế này thì anh chị em mình có thể thấy được cái vàng chi của nó nha. Buổi sáng nên chưa có nắng nên hình ảnh nó chưa có rõ, mong anh chị em mình thông cảm giúp em Út nha. Như một cái bàn tay luôn nha cả nhà. Cái vàng chi của nó mình đưa nguyên cái bàn tay vô luôn nè. Từng tầng luôn nha anh chị em mình. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo em Út nha. Số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Cái mai chiến thị lái trung nha anh chị em mình.